Số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới tăng. Thế giới đang đứng trước mối lo hạt nhân thể hiện qua xung đột Ukraine kéo dài vài và số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới tăng trong năm 2022. Theo báo cáo từ Tổ chức Phi Chính phủ Viện trợ Nhân đạo Na Uy, gọi tắt là NPA, trong năm 2023, các quốc gia sở hữu đầu đạn hạt nhân cả chính thức và không chính thức đang có tới 9.576 đầu đạn loại này trong kho vũ khí, tăng từ 9.440 của năm ngoái. 8 cường quốc hạt nhân chính thức là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Bắc Hàn. Trong khi đó, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân không chính thức là các nước có thể có vũ khí hạt nhân nhưng chưa được công nhận, được cho là bao gồm Israel. Báo cáo của NPA nhận định, số vũ khí nói trên có sức hủy diệt tương đương với hơn 135.000 quả bom ném xuống Hiroshima. Và cũng theo NPA, 136 đầu đạn tăng thêm được cho là của Nga. Quốc gia có vũ khí lớn nhất thế giới với 5.889 đầu đạn sẵn sàng sử dụng, cũng như Trung Quốc, Ấn Độ, Bắc Hàn và Pakistan. Số liệu được công bố trong bối cảnh Moscow liên tục cảnh báo về khả năng dùng vũ khí hạt nhân liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 25 tháng 3 tuyên bố đã nhất trí với người đồng cấp Lukashenko để triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, quốc gia nằm ngay cửa ngõ vào Liên minh châu Âu, tức là EU. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vào ngày 29 tháng 3 cũng nói rằng Moscow đã ngừng thông báo cho Mỹ về các hoạt động hạt nhân, bao gồm cả các vụ phóng thử, sau khi nước này rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí New START vào tháng trước. Bắc Hàn vào ngày 28 tháng 3 cũng công bố có những tiến bộ trong việc sản xuất vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo nước này là Kim Jong-un kêu gọi tăng cường kho vũ khí hạt nhân để có thể sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Trong vài năm qua, Bắc Hàn được cho là đã tập trung vào công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để tương thích với nhiều loại tên lửa khác nhau.